một cơ sở thiết kế và đầu tư ở Yên Bái nha bà con. Công trình Thịnh Hậu, quá tuyệt vời luôn. Số điện thoại nè, anh em là có nhu cầu về đá phong thủy thì mình hãy alo số này nha. Quá trời luôn. Ôi, không hề nha. Nguyên này là làng luôn rồi bà con ơi, quá trời. Anh em mà có sưu tập về phong thủy đá nha thì hãy tìm tới chỗ này. Wow, nơi kêu bằng hội tụ quá nhiều loại đá luôn. Wow. Quá tuyệt vời luôn. Ôi hay quá bà con ơi. Wow, biết bao nhiêu là đá luôn. Ồ, mình đi xe này mình không chở được rồi. Chú Châu quá trời đá luôn. Đây, mini nhỏ gì cũng có, cỡ nào cũng có luôn nha bà con. Vòng đá. Mấy cái trái đèn điện, còn này là mấy cái viên để mà mình tập tay nha bà con. Cho xây nè. Wow, hấp dẫn quá. Quá hấp dẫn bà con ơi, mình đi một vòng đây, mấy trái bự đây. Đó, ai có nhu cầu chơi phong thủy về nói về đá thì hãy đến điểm này nha, hoặc là alo ở đây người ta sẽ giao cho mình tùy theo các loại mình đam mê. Ôi, quá trời nhiều luôn bà con ơi, biết bao nhiêu kiểu luôn. Ôi bàn gì có trơn ấy, có số điện thoại ở phía trước đó, còn đây là nguyên một cái nhà ở trong luôn. Quá dữ. Ôi nguyên một cái khu đá luôn. Bà con có nhu cầu chơi bàn ghế hay là tất cả các hòn là ở đây có hết nha bà con, tùy theo màu mình đam mê luôn. Wow, quá đỉnh bà con ơi. Đây, chia sẻ cho bà con một cái clip này luôn để cho bà con xem một cái chỗ chuyên sản xuất đá. Wow, quá tuyệt vời luôn. Đây, cây đào đây, đào xanh, đào đất gì. Ôi, cái bộ bàn, trời ơi. Bộ bàn gì đâu mà như thế này rồi sao mà chơi bờ gì. Ngồi ở đâu sao trời, rồi nhậu sao đây. Bàn này ai mà ngồi bự dữ vậy. Quá rồi. Bộ bàn gì đâu mà khủng, chưa từng khủng luôn. Vậy rồi sao ngồi chơi bờ gì đây, rồi nhậu rồi sao mà đương cũng tới đây trời. Bàn gì đây, bề ngang 3m, bề dài 4m, cái ghế gì đâu mà bề ngang 4-5m không, rồi sao mà chơi. Mấy cái hòn này họ nội trang trí cái chỗ này không mà cũng khủng rồi. Rồi sao đây, rồi làm sao mà nhậu cũng ly gì đây. Rồi cái nhà, cái khu vực đá gì đâu mà nó còn khủng hơn là ở ngoài Đà Nẵng nữa. Đà Nẵng em thấy cái làng đá rồi, còn cái chỗ này chỉ có một nơi thôi mà đá rồi kìa. Ôi cô chú anh chị em xem cái bàn nè, bàn khủng chưa từng thấy được khủng như thế này. Đây là những cái viên đá này gọi là sưu tập khủng luôn đấy. Ồ, đá hình giống như cái cây lũa nè bà con. Đá này mình thích nè, đẹp nè, quá đẹp luôn, giống như một cái cây lũa quá thạch vậy. Ồ, thôi khủng thiệt rồi. Quá wow, ở bên Đà Nẵng là mình thấy là một làng đá rồi, nhưng mà cái chỗ này chỉ có một chỗ thôi, khủng thiệt, quá thích luôn bà con ơi. Quá nhiều cái viên mà để cho mình sưu tập luôn. Trời ơi, bàn nhỏ nè, anh em nào có nhu cầu chơi bàn nhỏ ở đây. Rồi bàn to mà kia, rồi nguyên một khu luôn. Ôi quá ha. Đây bàn này dạng mình vừa xài nè, thì ngang tất rưỡi nè. Đó, loại này thì quá ngon rồi. Còn cái bàn nãy thì mình cũng bó tay luôn, mình chẳng biết nó như thế nào luôn, gì đâu mà nó bự dữ vậy trời, khủng khiếp. Đây một nhà ở trong này luôn. Trời ơi, chưa từng thấy cái chỗ nào mà đá nó vip như
VIP như thế này luôn. Ồ, ô, vô đây còn sưu tập thêm một cái ghế nữa, bộ ghế nữa, đồ gỗ nè bà con. Rồi, mình làm cái clip này cho bà con xem cho đã luôn. Đây cái hầm mật ong. Ôi ơi, mật ong mà ngâm một cái hầu kiến như này luôn. Wow, quá VIP luôn. Mật ở đâu mà nhiều cái đời như đây không biết bao nhiêu tiền luôn. Ồ, còn bộ ghế nè bà con ơi, không có nữa này, không gọi là ghế nhất luôn, không được ngồi lên ghế nha. Ồ, cái ghế này quá quá khủng luôn bà con ơi. Lần đầu tiên 40 mấy năm mà mới thấy được cái ghế này, không có gọi là ghế nhất nữa mà quá VIP luôn rồi. Ghế VIP chứ không gọi là ghế nhất. Đây cái bàn nè. Ồ, cái bàn này. Ồ, bộ bàn gì vậy? Bộ bàn, bộ ghế nè bà con ơi. Ồ, phải nói là độc nhất vô nhị, hàng chuẩn. À, chuẩn VIP của Việt Nam mình luôn nha bà con. Ồ, cái ghế gỗ nè, nó to khủng khiếp luôn. Non rồi rượu gì đâu mà quá trời. Đây là bộ bàn, xung quanh của bộ bàn nè, bộ bàn này ngồi không biết làm sao luôn. Ồ, quá VIP luôn. Trên bộ bàn có khắc rồng phụng nữa nha bà con. Ồ, có bộ bàn này thôi khủng rồi. Đây rượu, rượu các loại rượu của trên vùng trên này. Rồi cái lưng bàn này nha bà con. Ồ, cái lưng ghế nè. Wow, không hiểu nổi luôn. Một cái ghế gỗ quá VIP luôn này, sao vô mà nội nhìn thôi là thấy cũng không thể nào biết nói gì bây giờ luôn. Quá cái ghế tuyệt tác. Wow, ông quá khủng, quá VIP với bộ ghế này rồi. Đây bộ ghế thông thường của nó trà bên đây nè bà con, nó lên về đã to rồi mà bộ ghế này thôi một cái thôi không biết làm sao nữa. Này đỉnh của đỉnh nè. Bộ ghế này làm gì trời, mình không biết để làm gì luôn. Nhiều khi có người 70 tuổi chưa từng thấy được cái ghế này nữa. Quá trời cái bộ ghế. Thôi mình chụp cái ra luôn. Ôi bộ ghế nè. Ôi đi ra nè bà con ơi, quá VIP luôn. Ồ, cái bộ ghế rất là tuyệt vời luôn. Bàn này thì bạn gọn, bạn vừa này thì bao la rồi. Ồ, quá trời luôn, quá tuyệt vời. Đây mấy viên bi nhỏ, có số tiền hết nha, 1 triệu. Viên này 1 triệu nha bà con. Wow, ấy da, qua luôn. Viên này không có ghi. Wow, thôi kết thúc chương trình clip đã quá dài, mình chia sẻ cho trái đu đủ nha bà con. Đây trái đu đủ bằng đá sắp hàng luôn. Bộ ghế này vừa nha, bộ ghế kia quá to luôn rồi, quá khủng luôn. Rồi không biết giới thiệu cái gì hơn, không biết giới thiệu cái gì bây giờ, quá trời nhiều, tranh ảnh đẹp luôn. Đây thiết kế và đầu tư Thịnh Hậu EB. Rồi bà con lấy cái địa chỉ đi nha, có nhu cầu thì mình hãy tới đây, tổ dân phố Thác Hoa 2, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chân, tỉnh Yên Bái. Đây rồi, có nhu cầu thì alo số điện thoại này. Thôi xin chào bà con nha, clip đã quá dài rồi, bây giờ ta phải đi về thôi. Wow, VIP quá bà con ơi. Tạm chia tay với công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Hậu TB nha, xin hẹn gặp lại. Ở phía trên đó là ruộng bậc thang nha bà con, đó, rất là nhiều luôn. Quá tuyệt vời. Thôi thời lượng clip cũng quá dài, mình xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị em và các bạn mình nha. Quá đỉnh của một khu bán đồ phong thủy, quá tuyệt vời.